Xin chào các anh em đã đến với Kadi Channel review cầu thủ FIFA Online 4. Và trong video lần này sẽ là tiền đạo người Pháp Karim Benzema mùa giải MC. Điểm đầu tiên mà mình muốn nhắc đến đó chính là khả năng tranh chấp. Mặc dù chỉ số sức mạnh chỉ có 95, không phải là quá cao ở mặt bằng chung hiện tại, thế nhưng Benzema lại khá khỏe. Dĩ nhiên không đến mức hút văng đối phương như Ibrahimovic, nhưng cũng không phải đơn giản để có thể tì đè được với anh. Bên cạnh đó là chỉ số thăng bằng 107, thế nên Benzema cũng rất khó ngã. Đây là điều rất quan trọng đối với một ST, bởi anh sẽ phải đối đầu với nhiều CB mạnh mẽ. Tốc độ của Benzema cũng là khá ổn, dù cho anh sở hữu bộ chỉ số về tốc độ không quá đặc biệt, với chỉ số tăng tốc 100 và tốc độ 101. Nhưng một khi đã để cho anh có được lợi thế thì đối phương cũng khó lòng mà đuổi kịp. Có cho mình một đôi chân tương đối nhanh nhẹn nên Karim Benzema xử lý bóng dính chân, xoay sở bẻ hướng cũng khá nhanh và mượt mà. Kết hợp điều này với khả năng tranh chấp tốt như đã nói ở trên, thì với các anh em có khả năng cầm bóng và rê dắt tốt thì anh em có thể biến Benzema trở thành một tiền đạo rất khó chịu cho đối thủ. Về mặt dứt điểm, Karim Benzema cũng có thể xem là một sát thủ trong và ngoài vòng cấm. Bên cạnh hai chân 5-5 nên anh sút bóng tốt bằng cả hai chân. Nói thế không có nghĩa là anh có thể ghi bàn ở mọi góc độ hay ở những tình huống khó, nhưng nhìn chung nếu đỡ có góc sút thì Benzema sẽ ít khi từ chối cơ hội ghi bàn. Có điều mình thấy ở những tình huống sút bóng nhanh thì Benzema lại không bén lắm. Khả năng đánh đầu của Benzema cũng chỉ ở mức bình thường. Anh vẫn có thể ghi bàn nhưng chưa thấy gọi là hay, khi chỉ số đánh đầu và nhảy của anh tương ứng chỉ có 96 và 98. Xu hướng di chuyển của Benzema là khá rộng. Có lúc anh hoàn toàn mất hút ở khu vực cấm địa khi Benzema lùi khá thấp hoặc giật hẳn ra hai biên. Vì thế, nếu các anh em không hài lòng với cách di chuyển này thì có thể chuyển sang sơ đồ hai tiền đạo. Khi đó thì anh em có thể phát huy thêm khả năng truyền bóng và kiến tạo của Benzema cho người đá cặp với mình trên hàng công. Nhìn chung, cho dù xếp anh đá ở sơ đồ 1 hay 2 tiền đạo thì Benzema cũng cho thấy khi cần anh cũng có thể sánh vai thành một nhà làm bóng khá tốt. Nói tóm lại, Benzema mùa giải MC có tốc độ khá ổn, khả năng xoay sở nhanh, tranh chấp khỏe, chuyền bóng hay, dứt điểm khá tốt nhưng đánh đầu chưa hay lắm. Và trên đây là toàn bộ những cảm nhận của mình về Karim Benzema mùa giải MC. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhớ bấm nút subscribe để đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video sau.